hay là một cái trận động đất. Tâm trấn có động đất rất là lớn. Con chim phượng hoàng là nãy chị có đọc ở đó. Phượng hoàng đâu biết sắc son chim phượng hoàng á, khai tâm vào hực tử là xong, trường gian đập vỡ. Rồi nó gây ra cái động đất lớn, tập tâm hiệp nó không trụ nổi thì nó mới vỡ. Phật đứng thứ 5. Còn tập cận bình là vị Phật đứng thứ 4 nha, xuống đóng cái giải ác vậy đó, nhưng mà vị Phật chứ không phải là đơn giản đâu. Đúng rồi. Còn tập cận bình là sau này mà ổng mà quay đầu hướng thiện rồi á, mà ổng nghe theo kinh của chị rồi, là sau này ông sẽ chuyển kiếp về Việt Nam, ông sẽ nối nghiệp chị, ông sẽ làm truyền kinh, ông sẽ là hằng Nga tái thế đó, chứ không đơn giản đâu. Rồi tiền kiếp nữa là mẹ Quan Âm Bồ Tát, mẹ Quan Âm Bồ Tát tái sinh ra mẹ Maria đó, là chuyển kiếp của chị Phương Hằng á. Chính là chim phượng hoàng hiện thân đó. Nguyễn Phương Hằng. Phương Hằng đâu ai biết sắc son chim phượng hoàng khai đâm vào huyệt tử xong trường nhân lập vợ đó. Mà Thái tử Tất Đạt Đa tặng cho chị để tới cái thời mặt pháp này đem ra mà truyền, mà cái tâm cái câu chuyện đó có người biết. Ơi chào Hoàng Long Nữ ha. Trời ơi Long Nữ, chiều nay là có cái gì đâu mà đứng đây cái coi gì ha. Hoàng Ngọc Nữ. Bữa khác đi. Bây giờ đâu có chuyện này đúng cái duyên rồi Hoàng Long Nữ. Đúng rồi. Hôm nay thì cũng âm tùm lum hồng tiền nguyện mà không hẹn mà gặp nha. Cái này là không có để mà sắp đặt bóng gì bài bản gì vậy. Như mình nghĩ như thế nào, như cái bằng mà Hoàng Long Nữ là cái về nó cắm này cái tâm linh như thế nào không? Thì chị cho em biết lại, chị dịch kinh là trong vòng là gần 3 năm rồi. Nhưng mà cái linh tính là mẹ báo cho biết là cho chị biết là cái thời điểm nó chưa tới để chị xuất hiện đó. Cho nên chị cái thời gian mà chị dịch kinh đó chị cũng có tìm nhiều YouTube lắm, nhưng mà kết nối không có được. Nhắn tin thì người ta không trả lời, còn gọi điện thì người ta không liên lạc được cái số này, rồi gọi người ta không bốc máy gì đó. Xong rồi cứ vậy là mình biết là cái thời cuộc mình chưa có lộ diện được á, xong cứ tiếp tục dịch kinh vậy đó. Cũng như là chưa có đến lúc đó ha Hoàng Long Nữ. Mình có cái cảm giác nha, mình có cái cảm giác giác quan dữ lắm, mình biết là chưa có đến cái thời để mình xuất hiện. Đúng rồi. Mà mình tiếp tục dịch đâu gần 2 năm sau nó bắt đầu mới vô thành phố dừng chân đó. Tại 8 tháng trong đó là cái cuốn kinh hay gì ha Hoàng Long Nữ? Cái đó là chị nói là nói dài dòng lắm, nó nói chứ có là không có thể mà nói hết tất cả ở đây. Nói chung là mình nhớ được những cái tiền kiếp của mình, từng kiếp trước mình ở đâu vậy đó. Từ thời điểm mình cầu mẹ thiên nhiên á, xong rồi mẹ cho mình thấy trong cái giấc ngủ, rồi biết được cái tiền kiếp của mình ở đâu. Rồi mình nhớ được cái tên cái tuổi của mình từ kiếp trước. Xong rồi mình đang nói chuyện với chị, rồi mình nói mình là vậy đó. Xong rồi mình đi tìm. Xong rồi mẹ cho mình thấy mình biết. Mà năm cuốn kinh đó là chính là năm cuốn kinh mà Thái tử Tất Đạt Đa tặng cho chị để tới cái thời mặt pháp này đem ra mà truyền, mà cái tâm cái câu chuyện đó có người biết. Mấy bạn về mở Long Nữ đi, Long Nữ của trong trong điện thoại có đó, nói là Long Nữ là trong điện thoại nó có ra là biết thôi. Cái giải thích đây nó dài quá, đừng có gắn vô nữa. Rồi, chút xíu đây. Chút xíu nữa. Chưa có chuẩn bị tinh thần gì hết trơn mà nó quay rồi, mới nói rồi, đâu có chuẩn bị đâu. Nói đi, mất vô mất điện nữa. Nói đi, tự nhiên đi. Như Hoàng Long Nữ là đi trên con đường bị hành căn này lâu chưa? Mình kể này sơ sơ mình đi hành căn như thế nào á? Mình có biết hành căn là cái gì đâu, mình chỉ biết là mình cầu mẹ thiên nhiên thôi. Xong rồi mẹ thiên nhiên hiện hình cho mình thấy. Hiện hình cho mình thấy là mẹ rất là đẹp. Hiện hình ứng đông mẹ cho mình thấy, rồi từ đó là mình mẹ cho mình biết để mình viết kinh vậy đó. Mẹ thiên nhiên hả? Mẹ thiên nhiên. Nhưng mà mẹ nói cho biết nè, cái mùa dịch sang năm tới là mẹ sẽ hiện hình về hướng đông cho tất cả mọi người thấy. Xong rồi mẹ nói là mọi người sẽ lấy cái bức hình của mẹ đó rồi vẽ đem vô nhà thờ. Thờ xong rồi đem vô nhà chùa thờ. Vậy đó, cho mọi người biết. Rồi mẹ báo cái tháng nào dịch, rồi báo cho biết là cái nhiều chuyện lắm, báo là cái ngày tháng nào đập tâm hiệp nó vỡ nè. Rồi báo là cái thiên thạch nó sẽ rơi nè, nếu như mà bố tin thạc nhân thiên thạch nó sẽ rơi nè. Rồi nếu mà mọi người không nghe mà cứ lo mà gây chiến tranh thế chiến ba đó, là mẹ thiên nhiên sẽ cho biết là cho cái vũ trụ có từ đâu nè, độ thời thiên cho nổ, là mẹ thiên nhiên sẽ cho nổ quả đi cầu luôn. Biết vậy đó, nếu mà thế chiến ba không dừng lại là mẹ cho nổ quả đi cầu luôn. Muôn đời không cho con người xuống đây để tái sinh làm người nữa. Mà ai mà tu á ha thì sẽ được về trời làm ngự tòa sen, làm rồng làm tiên bay ở trên trời, còn ai mà không chịu tu thì coi như muôn đời làm cái côn trùng ở dưới đất luôn. Vậy đó. Cái đó Hoàng Long Nữ ơi, cô Hoàng Long Nữ biết cái đó mà có thể mình
cầu cho nó qua được không Hoàng Long Đức? Được, nếu mà cầu qua thì thế giới ba phải chấm dứt, không thả hạt nhân, gõ đập tâm hiệp thì mọi chuyện mới thoát qua được. Nhưng mà cái bài mà chị đang dịch, chị mới nói với em mà mẹ cho biết là mẹ sẽ cho trái đất nổ là cái bài này chị chưa công bố, đang dịch tối hôm qua. Cho biết vậy. Cái đó là ở trên đưa mình xuống mình biết thôi chứ mình không có mà dài bằng kinh kinh giảng qua chứ, phải không? Cái này là có kinh chứ, chị dịch trong kinh ra, trong thiên cơ ra mà, đâu phải tự nhiên muốn nói sao nói đâu. Vậy hả? Trong kinh ra luôn. Trong kinh ra thì mọi người biết kinh chị lấy ở đâu, dịch ở đâu ra, nguồn gốc ở đâu thì mọi người cứ để cái chữ đầu tiên thì mọi người sẽ biết. Nó thiên cơ nó ẩn đâu, nằm đâu thì mọi người sẽ biết hết. Tôi tưởng là cái này làm như là tưởng như là điển mình xuống rồi mình không có điển, mình ấy thôi chứ. Cái này là mẹ thiên nhiên là ban cho mình một cái ân điển, nhưng mà cái ân điển này là mình được dịch ở trong thiên cơ chứ phải là muốn nói sao nói. Hoàng Long Nữ cũng như là cái cung kinh đó là cái tiếng Phạn hay là tiếng Việt Nam mình ha? Hoàng Long Nữ. Tiếng Việt của mình. Tiếng Việt mà thấy cũng bình thường thôi mà sao mà là Long Nữ mà dập ra như cái quan trọng như thế đó ha? Tại vì cái trong sấm giảng cũng có ra rồi là coi như là sấm giảng với trận trình báo rồi cho biết rồi là cái thời điểm năm nào thân dậu gì đó là sấm cho biết rồi, nhưng mà không có cho biết rõ những cái năm nào, còn kinh của chị cho biết rõ cái năm nào đúng mùa hạ năm thứ ba. Đó là trước cái thời điểm mà cái đập tâm hiệp nó vỡ là nó gây một cái tâm chấn động đất rất là cực lớn đó. Mưa bão là coi như toàn cầu đó, nó gây ra một cái trận động đất để cho cái đập tâm hiệp nó vỡ. Xong rồi mặt trời sẽ mọi người sẽ không được nhìn thấy mặt trời nữa trong vòng bao nhiêu ngày thì chưa có báo ha. Rồi xong rồi nó gây ra một cái trận bão mười phương là không điện nước uống, năm châu là không điện nước uống, là anh em mình chết dần. Xong rồi là nó nắng hạn tới 3 năm. Giống như là sấm giảng mà báo sao thì nó sẽ diễn biến là như vậy đó. Rồi cái thời gian mà cái đạo tâm hiệp nó vỡ thì trong kinh cho biết là ba phần là còn một đó, giống như sấm thần thành giao ha. Còn nếu như mà cái thời điểm mà hạt nhân mà thả xuống đó, thì mẹ thiên nhiên cho biết là 10 phần hết 7/3 đó đó, nếu như mà không ngăn được cái hạt nhân của Putin. Nếu như mà Urina với tổng thống Nga mà không kết nối được á, không đàm phán được á, thì nó mới xảy ra cái cuộc hạt nhân. Còn nếu như mà tổng thống Trump lên mà đàm phán được á, mà nghe lời cha Trump thì nó sẽ thoát qua cái bom hạt nhân, thì cái thiên thạch nó sẽ rơi xuống biển đại dương vậy đó. Mà thiên nhiên cho biết vậy đó. Mà thiên thạch có rớt chưa xuống chưa ha? Cái thiên thạch là khoa học nghiên cứu là cũng lâu rồi, là cái thiên thạch đó nó đang tiến vào cái trái đất, mà khoa học chờ khoa học nó chờ cái thiên thạch đó nó tiến vào trái đất để khoa học bắn nó ra biển, xuống biển đại dương. Nhưng mà trong kinh dịch mẹ cho biết là nếu như mà thả hạt nhân thì cái quả thiên thạch nó sẽ không trụ được nữa, cái thời tiết nó sẽ trở về cái thời kỳ là đóng băng đó. Nếu mà thiên thạch của Putin, nếu mà hạt nhân của Putin mà rải xuống rồi là cái thời tiết nó trở về cái thời băng sơ, lạnh, đóng băng 0°C thì cái thiên thạch nó không có trụ được nữa, buộc nó phải rơi xuống đó, nó rơi lên mặt đất rồi nó bể, nó văng ra là coi như là 10/7/3 vậy đó. Thì trong kinh bài cho biết vậy. Nó giống như thơ Trạng Trình nói sao là bắt đầu nó sẽ ứng nghiệm trong cái thời gian mà Putin rải hạt nhân. Mà có thể mình cảm nhận là không bao nhiêu lâu nữa là mới tới cái chuyện đó ha? À, cái này là trong thiên cơ cho biết là mẹ nói mẹ báo sau. À, chưa có biết trong bao nhiêu. Trong vòng, chị nghĩ là trong vòng trước 3 năm. Trước 3 năm. Mọi giờ là chưa có ha? Trước thời tâm hiệp vỡ. Bây giờ là chưa có hiện tượng gì chân ha? Bây giờ hiện tượng là coi như là chiến tranh đang căng thẳng đó, đang leo thang đó. Vậy là ở vùng ngoài thôi chứ vùng này thì chưa có ha? Nhưng mà trong kinh dịch là mẹ cho biết là Việt Nam ta còn với một nước Mỹ còn nguyên. Nhưng mà còn không phải tự nhiên sao còn mà cái thời điểm mà mặt trời ngủ rồi là coi như là mẹ biết phải cầu mẹ thiên nhiên nha, cái cầu mẹ thiên nhiên trong như một phép màu, cái cầu mẹ thiên nhiên thì mặt trời mới sáng trở lại đó. Rồi muốn trời mưa thì phải cầu trở lại mới có trời mưa nha, còn không là mẹ cho là coi như là hủy diệt con người luôn á, tới ngày tận thế luôn. Giống Chúa Giêsu mà ông đã cảnh báo ở đây mấy ngàn năm, nếu ngày đó không dừng lại thì không ai sống sót. Là cái thời điểm cuối cùng là mẹ cho nổ trái đất luôn á. Hồi tối dịch trong kinh chưa, cái này chưa có công bố ở bên kênh của Trái Thanh với lại Tuấn Dũng là chưa có công bố, tại vì mới dịch hồi tối. Là cái này chưa dịch ra hả? Chưa dịch rồi nhưng mà chưa công bố. Công bố mới dịch hồi tối. Vậy là bây giờ là mới công bố luôn. Bây giờ mới công bố. Quá vậy là mình hên rồi. Nhiều lắm, nói chung dịch nhiều lắm. Phải rồi, để chị nói cho biết ha, những cái lần chuyển kiếp của Thái tử Tất Đạt Đa nè, rồi những lần chuyển kiếp của vua Tịnh Phạn nè, tìm được năm thiên kiếp nè, rồi những lần chuyển kiếp của Phật thầy Tây An nè, rồi những lần chuyển kiếp của Hằng Nga nè, là mẹ Maria đó, rồi cái nói cái đó công bố rồi. Cũng là nhiều lắm. Theo mà những người mà cầu nguyện sau này mà cho nó giảm bớt cái chuyện mà không may sẽ đá cho ra, là những cái vị nào mà để đứng ra cầu nguyện cái chuyện này ha?
Sao anh hỏi sao chị không hiểu cầu nguyện? Cầu nguyện sao? Cầu nguyện là nhưng có một cái vị nào mà đứng ra để cầu nguyện cái chuyện này cho nó im xuôi lại. À thì tất cả chúng sinh đều cầu nguyện, ai cũng có thể cầu nguyện được mà. Rồi cái này là cái chương trình này nó nói về cái hội Đông Hòa. Mẹ cho biết là cái ngày 24/8 là cái ngày để mở hội Đông Hòa. Đó. Mở hội Đông Hòa. Là chưa biết ngày mấy tháng mấy? Ngày 24/8. Đó là cái ngày vĩ đại nhất. Cái ngày vĩ đại nhất ngày đó là mẹ thiên nhiên hiện hình cho chị thấy đó. Là cái ngày đó thế giới không thể bỏ qua được ngày đó. Phải dùng cái ngày đó để mở hội Đông Hòa, trong kinh có báo rất là rõ ràng. Đó. Đi đâu thì đi, nhưng mãi mê đời bằng ruộng, mà tới cái ngày 24/8 là phải dừng lại để mở cái hội Đông Hòa. 24/8 là nhằm năm mấy không á? 24/8 trong thiên cơ là chưa, mẹ khuyên nhân loại là mở nhưng mà chưa cho biết là họ sẽ chịu mở ngày nào. Rồi chưa biết năm nào. Chưa biết năm nào người ta chịu mở, trong thiên cơ nó còn ẩn. Mẹ nói là sẽ tiếp tục dịch xong rồi để mẹ thông báo. Chỉ là biết 24/8 thôi. Đúng rồi. Mà những người nào mà tín ngưỡng vào thần Phật nha, cầu mẹ thiên nhiên thì mới tồn lại lo tu, thì mới tồn lại để tiến hội Đông Hòa nha. Còn người nào mà không tin nó, không tu tập mà không cầu mẹ thiên nhiên á, kia có tu bao lâu đi nữa mà không biết cầu mẹ thiên nhiên thì cái đại dịch tới là mẹ tuyên bố là mẹ sạch sạch. Với lại mẹ tuyên bố cái này nè, đứa nào mà bỏ thức ăn đập quá chất vô thức ăn ha, là cần đi không dùng nữa. Cái cú này mà dịch tới mà mẹ nói không nghe mà cứ bỏ quá chất vô mà trong thức ăn là mẹ tẩy sạch đó, sàn sảy hết mấy đứa đó đó, thông báo cho biết vậy đó. Con người thời thượng quân là mẹ nói là phải cho thanh khiết, mẹ mới giữ lại đó. Thanh khiết mà phải giờ thánh thiện mà mẹ mới giữ lại, mới tiến có được cái hội Đông Hòa nha. Còn không là sảy sạch, giống như là sấm giảng Phật thầy rao sao nó ứng nghiệm như vậy. Mà cái thời điểm nha, mà cái cuộc di sơn đảo hải nó xảy ra mà giống như là sấm của Phật thầy rao, là cái thời điểm mà thiên thạch nó rơi. Cái thiên thạch nó rơi xuống á thì nó xảy ra một cái cuộc di sơn đảo hải đó, núi kia thành biển lớn á, và nước dân cũng ngập đầu. Chị cho biết vậy. Và từng lớp người ngã xuống, lớp bùn đất lớp lên, trong kinh dịch nói chung là nói rất là nhiều. Cái ngày tận thế mà Chúa Giêsu cảnh báo là con nó bắt đầu sẽ diễn biến trong vòng từ đây tới năm thứ ba. Nếu mà nhân loại không biết quay đầu hướng thiện, cứ gây chiến tranh không chỉ có đạo tâm hiệp, là cái đạo tâm hiệp thì cho biết là cái huyết mạch của mẹ thiên nhiên mà người sẽ tuyên bố là người sẽ nối làm sao mà lại, mà trước khi người nối xong nó lại là người cho động đất rồi đánh thẳng vào cái đạo tâm hiệp đó. Rồi cũng cho biết là những lần chuyển kiếp của chị Phương Hằng á, chính là chim phượng hoàng hiện thân đó. Nguyễn Phương Hằng. Phương Hằng đâu ai biết sắc son chim phượng hoàng khai đâm vào huyệt tử song trường nhân là bỏ đó. Là Phương Hằng là hàng Nga Nam Việt ta nói thế, đông du sinh hội ngộ buồn vui mà có đủ. Đó, cho biết là cái sứ mệnh gì Phương Hằng rất là lớn. Chứ không nhỏ đâu. Rồi sao mà lớn gì mà bị nạn hoài ha. Phải về phải diễn cái vai gì để chị lấy kinh. Phải diễn cái vai vậy rồi mẹ khen ở trong kinh rồi, cho biết là nhau ai rồi cũng giỏi về làm tròn sứ mệnh đó. Rồi nói cho biết là Phương Hằng mà nói loạn tiên Phật mới hiện thân, thì những cái người mà liên quan tới cái vụ án chị Phương Hằng toàn là tiên Phật không á. Họ xuống đây chẳng qua là họ đóng những cái vai vậy thôi, đóng trong sấm giảng mà đã báo rồi, là coi như Việt Nam mình là tiềm ẩn lắm cái trò vui về đó, diễn kịch diễn tuần thôi. Mà diễn xong rồi thôi là kết thúc, là coi như rất là vui, không có gì hết trơn á. Cuối cùng là hòa giải. Vụ án chị Phương Hằng biết cuối cùng là hòa giải. Mà nếu như mấy ổng lời nói chị không ứng nghiệm, mấy ổng không có nghe theo, thì cái Việt Nam mình nó gặp cái đại nạn đó, không đơn giản đâu. Ngày ba rồi tháng lại á, chồng chắc nổi tai ương. Phải hòa giải cho được cái vụ án chị Phương Hằng. Rồi cái thứ hai là chị Hằng phải an toàn được trở về, không có gì xảy ra với chị Hằng thì mới được, thì thế giới bình yên nha. Cái thứ nhất, thứ hai cái đạo tâm hiệp, cái thứ ba hạt nhân định rãi, thì thế giới sẽ bình yên thoát qua cuộc tịch trần. Rồi mẹ thiên nhiên cho biết là đông du thiên mẫu đến, mây trời cảnh đẹp hơn đó, cho biết vậy ạ. Cũng như là cô Nguyễn Thị Phương Hằng là tiền kiếp đó là phượng vàng đỏ hả? Phượng vàng lửa hiện thân ra chứ không phải đơn giản. Rồi tiền kiếp nữa là từ là chim thiên nga, rồi là hàng Nga tái thế đó, chứ không đơn giản đâu. Rồi tiền kiếp nữa là mẹ Quan Âm Bồ Tát, mẹ Quan Âm Bồ Tát tái sinh ra mẹ Maria đó, là tiền kiếp của chị Hằng. Còn anh Dũng là hả? Chú Cội, anh Dũng là chú Cội á. Chú Cội. Anh Dũng là chú Cội bước sau kịp hàng Nga đó. Rồi. Đi rồi nàng trở lại, nói chung hay lắm. Rồi, công mà chị nói cho biết một việc nha, chị không phải là tìm ra những cái tiền kiếp của chị Hằng, mà tìm ra mấy chục lần vị mấy luôn. Chục vị Phật, mấy chục vị Phật chuyển kiếp từ chị sẽ tìm ra từng người một hả? Dạ. Tìm ra từng một. Bây giờ tìm được mấy người rồi? Tìm ra là coi như là vua Tịnh Phạn là tìm được 5 kiếp của ông rồi. Cái người mà sinh Thái tử Đạt Đa. Còn Cảng Trình thì tìm ra Thái tử Tất Đạt Đa là tìm được mới hình như 3 kiếp. Đó. Rồi những người vợ con của mình, cha mẹ của mình cũng tiếp tục truy tìm từng bước một. Rồi 12 tông đồ của Chúa Giêsu nữa. Bây giờ là coi như là rơi đâu khắp mọi miền, rơi quanh về núi Cấm đó. Là coi như bây giờ theo cái đạo mà Phật giáo Hồi Hảo suốt ngày mà đi rao giảng á, trong kinh có nói gì đó. Là những cái tông đồ của Chúa Giêsu là bây giờ là theo đạo Phật giáo Hồi Hảo suốt ngày rao giảng sắp giảng. Còn 12 cung hoàng đạo khác nữa nha. Rồi những lần chuyển kiếp của Đường Tăng,
của Đường Tăng. Ồ, Đường Tăng luôn. Quyền Trang, Trần Quyền Trang. Hay lắm, bây giờ chuẩn bị mấy ngày sẽ công bố hơn. Người bây giờ đang trụ trì ở đâu, đang ở đâu, làm gì, chuẩn bị người đó. Mẹ Thiên Nhiên cho biết là báo cho người đó tu thành Phật, sẽ cho thấy cảnh thế giới thiên đàng, rồi sẽ cho thấy Tây Phương Cực Lạc, cho thấy cuộc Tây Tăng sắp tới. Rồi người đó sẽ ra tu thành Phật, sẽ thiền thành Phật, rồi đắc đạo, sẽ độ cho chúng sinh. Đó, chuẩn bị, mẹ cho biết gì đó. Rồi cũng như là công chúa Đông Cung đồ có tìm ra được như thế nào chưa? Từ từ sẽ tìm ra hết. Ồ, Thái tử Đông Cung nè, hoặc là công chúa Đông Cung, rồi vua Long Dương. Đúng rồi, từ từ. Những vị đó là điều chắc có cho hết. Người ta dễ dời trong kinh thôi, còn thực sự đường Tăng đi lấy kinh là chỉ đi một mình thôi. Nói chung là mình cái đó mình từ từ mình dân cơ mình giải tới đâu mình trả lời tới đó. Đúng chứ rồi, vậy là còn nhiều lắm ha. Đúng rồi. Nói chung là mấy chục vị Phật xuống đây, từ từ mình sẽ tìm ra hết những tiền kiếp của họ. Nhất là Phật Thái Tây An ha, xong rồi trong 12 cung hoàng đạo. Rồi Hoài Linh là một cái vị Phật là đứng thứ 6, Phật đứng thứ 5. Còn Tập Cận Bình là vị Phật đứng thứ 4 nha, xuống đóng cái giải ác vậy đó. Nhưng mà vị Phật chứ phải là đơn giản đâu. Đúng rồi. Còn Tập Cận Bình là sau này mà ổng mà quay đầu hướng thiện rồi á, mà ổng nghe theo kinh của chị rồi, là sau này ổng sẽ chuyển kiếp về Việt Nam, ổng sẽ nối nghiệp chị, ổng sẽ làm truyền kinh, ổng sẽ dịch kinh giống chị vậy, Tập Cận Bình á. Còn trong có báo là nếu cái thời mà điểm mà chị mà quy tiên rồi thì thôi, mà cái trong 12 cung hoàng đạo, 12 con chim thiên nga đó là mẹ báo cho biết nha, sau này mà quy tiên rồi là phải đưa về cái núi cấm chôn cất nha. Rồi giang sơn thêm hùng vĩ đó, cho biết vậy. Thôi chương trình kết thúc ở đây đi ha. Hỏi gì hả? Hàng dịp sau đi ha, có hỏi gì hỏi, còn hàng dịp sau đi, chứ bây giờ mấy bạn lên bất ngờ quá, mình đâu có chuẩn bị cái gì để nói đâu. Đúng rồi, đi mà cũng không điện thoại nữa. Mà nếu chung cái đập tâm hiệp mình nó bị vỡ rồi đó là rất là nguy hiểm cho nước. Nguy hiểm, nó gây một cái trận động đất. Tâm chấn ơi, động đất rất là lớn. Rồi con chim Phượng Hoàng là nãy chị có đọc rồi đó. Phượng Hoàng đâu ai biết sắc son chim Phượng Hoàng á, khai tâm vào hực tử là xong, Trường Giang đập vỡ. Rồi nó gây ra cái động đất lớn, đập tâm hiệp nó không trụ nổi thì nó mới vỡ. Đó là khi sinh ra là mẹ cho biết là cái thời tiết nó trở về băng hà nó lạnh. Nó lạnh xong rồi mặt trời không có, mặt trời ngủ. Rồi đi đâu là còn đi bộ á, mà năm châu là không nước uống. Xong rồi nó gây ra cái trận bão, xong rồi bắt đầu là bắt nắng hạn 3 năm, giống như mà sấm trận địch, sấm của Phật Thầy nói sao nó ứng nghiệm như vậy. Hạn tâm niên 40 tháng. Là nó nằm về nước Trung Quốc hay là Việt Nam mình? Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam mình nó ảnh hưởng. Có ảnh hưởng luôn. Cái thời gian mà cái đập tâm hiệp nó vỡ rồi là người khoa học cho biết là trôi về Biển Đông. Khi đó không có muối ăn nha. Máu nhiễm Biển Đông, mà trận trình có ghi là Việt Nam mà giữ được Biển Đông thì muôn đời hưng thịnh. Còn nếu mà Biển Đông mà nhiễm máu là cuộc đời nó lao đao. Mà lao đao thế nào thì có trả lời hết trong mấy cái kênh kia đó. Kênh của Thống Dũng ha. Với lại Văn Trường, nói chung là cũng nhiều kênh lắm rồi. Yeah. Thôi bây giờ ngừng ở đây đi ha. Yeah. Rồi, giờ cũng tối rồi ha anh Tỷ. Tối rồi. Thôi. Chứ không có chuẩn bị được cái gì để nói cho mình, chỉ nhắc lại những cái chương trình mà sắp tới bắt đầu mình ra công bố ha. Đúng rồi. Chào các bạn nha. Rồi. Tôi ai chào ủng hộ chương trình, cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi hẹn hiệp sau đi ha. Rồi. Thôi video đình này xin kết thúc trong bây giờ. Mọi người đón xem video tiếp theo nha. Ở đây là mình lên Phật Di Lạc. Đây là Phật Di Lạc nha quý vị. Đó. Rồi đây là Hồ Thi Liêm. Còn đây là núi Cấm, cái đường liên lên điện không đó quý vị. Ở đây là chùa Vạn Linh. Đó. Đây tối rồi. Thôi video đến đây cũng xin kết thúc luôn. Mời quý vị đón xem video tiếp theo nhé. Xin chào.